Cờ vây là một trong những bộ môn thể thao trí tuệ dễ chơi vì không có quá nhiều nguyên tắc như cờ vua hay cờ tướng, nhưng lại thiên biến vạn hóa tùy thuộc theo người đánh cờ. Quân cờ có hai màu trắng và đen, đuổi bắt, lấn áp nhau, trên có 19 đường dọc và 19 đường ngang, tổng cộng có 361 giao điểm. Cờ vây là một môn cờ được đánh giá là môn thể thao trí tuệ số 1 trên thế giới vì những cái biến hóa của nó gấp nhiều lần cờ vua. Khi mà mình chơi cờ vây, mình có một thế giới rất rộng lớn để chơi, có rất nhiều cái để hy vọng. Không như cờ vua là mình chết một con nào đó quan trọng thì gần như là sẽ mất rất nhiều lợi thế. Như ở trong cờ vây, mình có thể mất đi một đám quân này nhưng mình có thể khai phá một vùng đất khác. Nó là một trận chiến rất lớn. Trong cờ vây thì mỗi người thể hiện một tính cách khác nhau. Có người điềm đạm, có người thì hấp tấp, người thì nóng nảy, người lại thích tranh đấu. Thì những cái người mà điềm đạm ấy thì họ chơi rất là bình tĩnh, họ tính toán nước cờ rất là kỹ. Còn người nóng nảy thì người ta lại thích đánh thế nào thật nóng, thật nhanh để kết thúc ván cờ cho nhanh chóng. Chơi cờ vây, các kỳ thủ luôn phải đặt các mục tiêu lớn và tư duy lớn nếu muốn giành thắng lợi. Vì vậy, cần phải phân tích xem đâu là lớn, đâu là nhỏ, đâu là điểm chiến lược. Rất nhiều kỳ thủ đã bị lạc nước thất bại ván cờ chỉ vì suy nghĩ nhỏ. Chơi cờ vây không phân biệt độ tuổi và giới tính, không phân biệt trình độ hay quốc tịch. Chỉ cần yêu thích những sắc màu đen trắng và những ô vuông, bạn có thể tham gia và cùng nhau đấu cờ bất cứ lúc nào. Ông Han Chi-ok, một thành viên cốt cán lâu năm tại câu lạc bộ cờ vây Hà Nội, say mê cờ vây từ nhỏ và luôn chơi cờ khi còn ở Hàn Quốc. Đến với Việt Nam, ông vẫn không từ bỏ sở thích của mình. Người Hàn xem cờ vây như cuộc sống của mình vậy, bởi vì nó cũng thể hiện được sự đúng sai khi chơi cờ, cách đánh, sự quyết đoán và nó cũng bao gồm các yếu tố khác. Cờ vây ở Hàn là trò chơi được đại đa số người chơi và tôi muốn thể hiện vai trò của tôi không chỉ ở môn cờ vây giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mà hơn thế, đây là một trò chơi có tính gắn kết người với người rất cao. Cờ vây trong nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Cứ vào chủ nhật hàng tuần, một nhóm các bạn trẻ tụ họp tại phòng 203 Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để giao lưu và cùng chơi bộ môn thể thao trí tuệ này. Khi mà mình bắt đầu học cờ vây thì lúc ấy cờ vây chưa được phát triển lắm ở Việt Nam. Thì mình đã cố gắng để hoàn thành các cái việc học tập để bố mẹ có thể cho đi học cờ vây. Nhưng lúc ấy tìm được một lớp cờ vây Việt Nam khá là khó. Thì cái lúc mà mình vui nhất đó là mình biết là có một lớp cờ vây ở trên Cung Thiếu Nhi. Lúc ấy là mình đã tìm được và đã theo học ở đấy. Đấy chắc là điểm vui nhất vì mình đã có thể tìm được một nơi để phát triển cái sở thích của mình. Các giải đấu được câu lạc bộ tổ chức nhận được sự tham gia và ủng hộ đông đảo của người chơi. Có thể thấy rằng giới kỳ thủ đang mong muốn và cần nhiều hơn nữa những môi trường để có thể rèn luyện, cọ sát, học hỏi một cách chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn.